Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hôm qua làm chuyện không cho bên team luôn đúng không? Hôm qua chị Tiến mới album với chị nhảy bài này đi chị. Xong rồi chơi bài luôn album cũng được chị cũng. Anh Phát biết nhảy đó, anh Phát. Sơ người ta nhìn vô người ta thấy liền, nó trễ liền con mình. Chơi một gỗ. Trễ đó. Ủa chị coi 10 lần vậy à, chị coi chị thấy đẹp đó. Chị coi là chị thấy đẹp rồi đó. Thì đó, vậy đó. Tự nhiên giờ kêu nhảy. Trời đừng giỡn, 3 vòng tiền sao bằng 3 vòng chị. Vỗ tay, vỗ tay. 3 vòng chị đương nhiên là bự hơn tiền rồi, nhất là vòng eo. Chị làm sao tiền mà bằng chị được. Giỡn hoài. Giống hả? Giống chỗ nào? Thật ra mọi người thấy đó. Không, thật ra vậy nè. Giống như có nhiều người cũng nói là hồi xưa cũng có nhiều người nói là Liên Minh Phát giống Trịnh Minh Tuấn. Đúng không? Nhưng mà thật ra cũng thấy cũng chả giống gì. Đó, hồi xưa nhiều người nói là hai người giống nhau. Chị và chị Tiên giống nhau thiệt. Thấy chưa? Thấy chưa? Giống thiệt mà. Giống số đơ 3 vòng. Hả? Nani? Như chị Trang nói là chính trực người ta. Đúng rồi. Nhìn cái gương mặt này là biết là cái gương mặt chính trực rồi. Muốn tìm thì chị nhấn mạnh cái gương mặt kia, thấy nó hơi gian xảo. Cái gương mặt này là một cái gương mặt đóng chính diện. Chính diện đóng vậy như tướng quân rồi á, chứ không phải là gian thần. Nhưng mà ngày hôm nay lỡ mà có mà hơi gian xảo chút xíu thì cũng thông cảm, bởi vì lý do chính đáng. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.